Chào các bạn đã quay trở lại với channel Invest và Travel của Jason. Hôm nay Jason muốn nói về cổ phiếu Tesla và vì sao Tesla lại đi lên mặc dù cái kết quả báo cáo của Earnings Report ngày hôm qua không có được tốt. Theo báo cáo kết quả ER ngày hôm qua của Tesla thì doanh thu cũng như lợi nhuận của Tesla đã giảm đi rất là nhiều so với một năm về trước. Và cái điều này cũng được rất là nhiều nhà đầu tư cũng như nhà phân tích đã dự đoán rằng Tesla sẽ có cái report không có được khả quan trong lần này vì thời gian vừa qua cái doanh thu của Tesla đã giảm đi nhiều vì cái sự cạnh tranh trên thương trường. Tuy nhiên trong cái cuộc meeting với các cổ đông ngày hôm qua, Elon Musk đã ra nói rằng Tesla sẽ cắt giảm thêm nhân sự để tập trung vào cái việc sản xuất dòng xe rẻ tiền hơn để nhiều người có thể mua được. Và cái dự án này có thể được ra đời vào sang năm 2025. Và Elon Musk còn nói rằng kể cả sau này nếu như không có Elon Musk làm việc với Tesla thì Tesla vẫn có khả năng sản xuất được hệ thống FSD là Full Self Driving để cho tất cả dòng xe của Tesla có thể tự động lái và Tesla có thể bán cái bản quyền đó cho tất cả những hãng xe khác. Chính những cái thông báo ngày hôm qua với các cổ đông thì điều này đã giúp cho cổ phiếu Tesla tăng lên hơn 10%. Mặc dù kết quả IA ER không có được tốt và mình muốn chia sẻ cho các bạn biết rằng kết quả earning report nó không chỉ dựa vào những cái con số doanh thu của công ty mà khiến cho cổ phiếu đi lên hay đi xuống mà nó dựa vào những yếu tố khác nữa. Chẳng hạn như giả sử Tesla có một cái report rất tốt lần này nhưng mà trong cái meeting với các cổ đông nếu như Tesla nói nếu cái quarter lần sau doanh thu không có được tốt thì chắc chắn cổ phiếu cũng sẽ đi xuống trong cái EA ER lần này. Cho nên cái earning report nó không có đơn thuần. À, khi công ty có kết quả tốt thì cổ phiếu lên hoặc là công ty có kết quả xấu thì cổ phiếu xuống. Nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa. Vì vậy cho nên rất là nhiều người nghĩ rằng trong cái mùa earning này Tesla sẽ đi xuống vì tất cả những dữ liệu, tất cả những con số đều cho thấy Tesla sẽ không có một cái report tốt. Điều đó đúng nhưng không có nghĩa là cổ phiếu sẽ đi xuống. Bên cạnh đó những công ty như là Boeing, Visa, Taxi Instrument đều có kết quả EA ER tốt. Thì hy vọng với tất cả kết quả earning như vậy thì sẽ giúp cho thị trường hôm nay lại tiếp tục đi lên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Nếu như các bạn có gì thắc mắc, các bạn có thể comment trong video. Mình sẽ giúp các bạn giải đáp những thắc mắc đó. Hẹn gặp lại các bạn tại lớp học ở miền Nam California vào cuối tuần này. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video lần sau.